Ngày nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ. Ngay lúc này trời đã ít mây, nắng sớm, nhiệt độ hầu hết 27 đến 29 độ. Trưa và chiều nay nắng nóng tiếp tục bao trùm khắp miền Đông Nam Bộ và một nửa tỉnh thành miền Tây, đặc biệt là Đồng Nai, Bình Dương 37 độ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác 34 đến 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh trời cũng nắng rát vào trưa chiều, nhiệt độ có nắng nóng 36 độ. Khả năng đến chiều tối bầu không khí mới dịu dần, lúc 9 giờ nhiệt độ xuống còn 30 độ.